Quá trời quá lót cái quán này rồi Chi hẳn 50 cụ để mua nhà cho anh em chiêu chiêu nè View thì xịn xò nè Đồ ăn thì không còn từ gì mà diễn tả được nữa Xin chào mọi người, mình là Thi đây Bước vào quán thì mình mê cái cách đời cờ ở đây Rất thoáng mát và đẹp nha Cái bàn cái ghế cũng là tông màu mình thích Bài đồ ăn lên mà chụp hình sống ảo thì sang chảnh lắm luôn Chưa gì mà chuyện cảnh đến một bàn đồ ăn như này rồi thấy mini nhiều món hấp dẫn nhưng mà dặn lòng là phải giảm à mà thôi đó rồi kêu luôn con gà che nổi muối hột tôm sốt thái nè bò sốt tirayaki hầu phô mai nữa đầu tiên là phải đã nhẹ cái em bò sốt tirayaki nè bò mềm nha chấm cùng với lại sốt đỉnh lắm khoai tây chiên kiểu gì mà ăn bên ngoài thì giòn tan bên trong thì ẩm nè Món này cũng được co rất là đẹp luôn Bọn ăn kèm với lại mang tay nữa Quá xuất sắc Chưa gì hết mà đã qua cái món hầu phô mai rồi Con này con đó to tròn lắm luôn Hầu và phô mai vừa vị béo ngậy Muốn ăn cay thì cho thêm sốt vào nha Nhìn cái em hầu là đủ uy tín chưa mọi người Cả nhà thấy mình quậy cái chén mù tạt nước tương là biết đến cái món gì rồi phải không Cái dĩa tôm sốt thái là tới công chuyện với Thi nha Công nhận là cái sốt thái ở đây trên cả tuyệt vời Vậy chứ hai đứa mình là cùng một cái gu ăn uống nha Món này cũng công được hết á Cái món này chua chua cay cay, cay đã dữ vậy trời Khúc này thì hơi bị hắc nảy một tí nha Đầu tôm được chiên giòn chấm cùng với lại tương ớt Giòn rụm rụm luôn đã cái nương Rồi qua đến cái món mà mình mong chờ nhất nè khoan mọi người đợi mình pha cái chén muối chấm đã lần đầu mình được ăn cái muối chấm gà mà có hành tím nè ớt hiểm đơn giản là muối tiêu và lá chanh và dính dễ sợ luôn nguyên con gà trên nội muối hột không còn gì tuyệt vời hơn gà được ướp rất là đậm đà chứ không có bị nhạt đâu xé cái đùi là bên trong còn nước luôn á gà rất là mềm ẩm da thì ngon nha món này xứng đáng 10 điểm luôn lần sau quay lại nhất định mình sẽ ăn lại cái món này quán rất là chu đáo và tâm lý nha chuẩn bị trái cây cho khách chán miệng miễn phí luôn á mấy bạn thủ dâu một thì không còn phải đi đâu cho xa nè à mà cuối tuần quán còn có nhạc acoustic giao lưu âm nhạc nữa nha